Xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Kết thúc phiên giao dịch đầu tháng 11 thì hôm nay VN Index đóng cửa xanh điểm, tăng gần 6 điểm so với phiên giao dịch trước. Và cái cách dao động của thị trường, anh chị mình có để ý là chúng ta hay bắt gặp cái trạng thái VN mở cáp và lấp cáp, có đúng không ạ? Dạo gần đây, mặc dù là biết cái vận động này nó khá là bình thường, kèm theo đó thì hôm nay VN Index nó vẫn dao động trong một cái biên độ khá là hẹp thôi. Đấy. Tuy nhiên thì em đánh giá là bản chất các dòng, các nhóm cổ phiếu nó đang có một cái sự phân hóa khá là cao. Đấy. Vậy thì cái yếu tố phân hóa nó tập trung ở các dòng nào và nó có ảnh hưởng ra sao đến cái xu thế vận động của thị trường ở thời điểm hiện tại thì video ngày hôm nay em và anh chị mình sẽ cùng nhau đi bóc tách ha. Dạ rồi, thì cũng xin kính chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư đã đến với kênh đầu tư chứng khoán cho Phản Stop. Trước khi bắt đầu buổi phân tích video thì những anh chị nào mình mới theo dõi kênh của em, anh chị đừng quên ủng hộ em bằng một phần đăng ký kênh nha. Trường hợp anh chị có những cái đóng góp để mà giúp kênh cải thiện hơn, hoặc có thắc mắc gì khi mà em phân tích trong video á, mà anh chị chưa rõ thì vui lòng anh chị mình để lại bình luận. Còn những anh chị nào mình muốn tham gia một cái room cộng đồng để mà ngay tại cái room đó em sẽ chia sẻ những cái nhận định thị trường cũng như là kiến nghị mua bán cổ phiếu ngay tại phiên giao dịch á, thì anh chị mình quét cái mã QR bên góc phía trên màn hình bên trái để chúng ta tham gia cái room đó nha. Thì ngay tại room đó em cũng sẽ hỗ trợ những anh chị nào mình đang còn bị mắc kẹt cổ phiếu, chưa có xử lý danh mục á, chưa biết cách xử lý, thì em cũng sẽ hỗ trợ tư vấn anh chị mình. Dạ rồi, thì tính đến hiện tại, hôm nay là cái phiên nỗ lực hồi phục thứ 6 của VN Index. Thì cái phiên giao dịch mà chúng ta chờ đợi từ bữa giờ là cái phiên bùng nổ theo đà. Nó vẫn chưa có xuất hiện anh chị ha. Và nếu như chưa xuất hiện thì cái chiến lược ở thời điểm hiện tại chúng ta vẫn sẽ trong cái trạng thái là gì? Phòng thủ, đúng không? Và tiếp tục quan sát những cái tín hiệu. Đó, thì ở đây em sẽ show một cái nhận định để mà chúng ta rõ ràng cái quan điểm hơn. Đó, thì đây là cái nhận định vào ngày hôm qua, sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, thì em có đề cập là gì? VN phiên này có retest ở vùng 1.000 và quay đầu cuối phiên hình thành thanh ba rút chân khá tích cực. Tuy nhiên thì lực cầu đỡ giá em đánh giá tập trung ở một vài dòng cổ phiếu nhất định, ví dụ như là ngân hàng, chứng khoán. Còn lại cái dòng như bất động sản, thép, dầu khí bán lẻ vẫn đang gặp cái áp lực bán các lỗ lượng hàng T cộng. Thanh khoản nhịp test hôm nay chưa đạt tiêu chí kỳ cung, nên chủ trương mình chờ thêm một hai phiên tới. Nhìn sang cái cổ phiếu mạnh như là dòng ngân hàng cũng gặp kháng cự, nên là cần thời gian tỏa tích lũy biên trên. Đó. Còn về cơ bản thì nhịp rút chân trong đà giảm không chắc chắn hoàn toàn 100% thị trường sẽ tăng ngay sau đó, vì nó cần nhiều yếu tố cộng hưởng, và đặc biệt là gì, phải có xác nhận của dòng tiền ấy. Vậy do vậy là các cổ phiếu nó vẫn chưa xuất hiện điểm mua, buộc mình phải chờ thêm đến khi đạt tiêu chí mua. Đó, thì những anh chị nào thường xuyên theo dõi video của em thì anh chị mình cũng biết là em chỉ đề cập cũng như là chú ý một vài cái mã cổ phiếu nó nhất định, chứ cũng không phải là mã nào giảm mạnh thì mình mua. Đó, và cái tiêu chí mua em cũng đã có đề cập luôn qua từng cái video. Đó, thì hôm nay chính thức mình cũng đã giải ngân một cái mã cổ phiếu, thì tí nữa mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cái lý do tại sao là em lại giải ngân cái mã cổ phiếu đấy, đúng không? Đó, phải có thời điểm vào ra nó rõ ràng anh chị. Đó, thì quay trở lại cái phiên giao dịch ngày hôm nay, cơ bản là một, em đánh giá là một cái nhịp kiểm tra cung cầu rất là bình thường khi mà VN nó đang tiệm cận những cái vùng kháng cự 1050. Anh chị lưu ý ha, thì cái việc tăng chỉnh là một điều rất là bình thường. Tuy nhiên ở đây mình sẽ đánh giá một vài cái yếu tố như thế này. Thì ở phiên sáng anh chị mình thấy là VN mở gap up, đúng không? Sau đó thì có tăng, mà tăng đúng về lại cái vùng giá mà ở hai phiên giao dịch trước đó nè, cái phiên này nè, là nó quay đầu nó hạ nhiệt. Thì hôm nay VN cũng gặp cái tình trạng tương tự như thế, tăng về cái vùng 1045 là bắt đầu quay đầu và hạ nhiệt trở lại. Đấy, thì nhìn chung vận động ở phiên sáng nó không có những cái điểm gì quá là nổi bật anh chị nha. Nhưng ở phiên chiều thì nó bắt đầu sôi động trở lại hơn. Thì ở phiên chiều á, cái sự phân hóa nó cũng rõ nét hơn rất là nhiều. Ở phiên chiều chúng ta thấy là dòng ngân hàng là cái dòng mà nó phát động cái tín hiệu đi lên trước,
ha, sau đó là tiếp theo có dòng chứng khoán đấy, sau đó nữa thì chúng ta có dòng bất động sản, đúng không? Còn ngược lại thì những cái dòng nào nó gây cái áp lực tiêu cực trong ngày hôm nay, một là phải kể đến đó là dòng thép đấy. Hôm nay HBG anh chị mình thấy nó giao dịch bao nhiêu, 81 triệu 500 cổ phiếu, một cái thanh khoản, một cái phiên giao dịch mà nó rất là đột biến luôn anh chị ha. Đó, ngoài ra thì hôm nay dòng dầu khí nó cũng gặp cái áp lực điều chỉnh. Đó, rồi dòng đạm cũng vậy, dòng đạm cũng tương tự. Rồi chúng ta đề cập sang trụ đi. Thì anh chị mình thấy là hôm nay trụ chúng ta có Vietcombank kéo nè, Vinamilk kéo nè, đấy rồi nè, VRE. Tự nhiên VRE đâu ra kéo một phát trần như này, anh chị mình thấy cái bản chất điều tiết nó rất là mạnh ha. Đó, đối với VRE á, thì về cơ bản ở thời điểm hiện tại con này là nó bị bo cung anh chị, nó mang cái bản chất điều tiết hơn. Hồi xưa á, thì nó còn vận động theo cung cầu, nhưng mà hiện tại nó mang tính chất điều tiết nên thành ra em cũng không có để ý quá nhiều. Nhưng ví dụ như về sau đi, nó vận động ổn định hơn đó thì có thể mình sẽ chú ý nó trở lại, đúng không? Đấy. Thì nhìn chung VRE mình chỉ là gọi là đánh giá và tham khảo thôi. Đó, chứ mà để mà nói về đầu tư thì không đạt tiêu chí ha. Dạ rồi, thì hôm nay trụ là có những cái mã cổ phiếu như thế này, nó tăng, nó giúp kìm hãm lại cái đà giảm của thị trường. Nhưng mà một mặt khác á, thì ví dụ như là HBG nè, trụ nè, bán mạnh nè, hãm lại cái đà tăng nè, MWG nè, đúng không? Và trong phiên thì có Novaland nè, giảm sàn luôn. Đó, dao động rất lỏng lẻo. Nhưng mà anh chị mình thấy cuối phiên rút chân lên tham chiếu rất ảo ha. Và ở đây thì nó kéo cho ATC anh chị ha. Anh chị mình thấy nè. AT kết thúc 2,5 á thì đóng cửa giá 65 chấm x. Kết thúc ATC tăng 5 giá luôn. Điều tiết quá nặng. Đúng không? Thì cơ bản là hôm nay Novaland á nó kéo ATC, nó cũng giúp vào đi đóng một cái cây nến xanh như thế này anh chị nha. Đó. Bản chất thì trong ATC có gọi là có tăng ảo, trong ATC tăng nhẹ thôi. Đấy thì thành ra mình không biết phiên mai nó sẽ như thế nào. Nhưng mà về cơ bản thì cái xu thế của VN Index ở thời điểm hiện tại vẫn là một cái vùng sideways. Đó, thì cái việc sideways tạo đà này nó khá là bình thường, cũng như là thứ nhất là nó mang cái bản chất tích cực. Anh chị lưu ý ha, khi mà về lại kháng cự nó chững lại như thế này cũng là cho thấy cái tín hiệu tạo đà. Đó, rồi một cái điểm mà anh chị mình lưu ý đó là anh chị mình nhớ cái giai đoạn 2 tuần trước. Đó, thì trong cái bối cảnh hiện tại á, VN nó đang khá giống với cái giai đoạn trước đó, 2 tuần trước. Đây anh chị mình thấy ha, tạo đáy một phiên hồi phục, mở gap tăng, sau đó là có một nến rút chân, rồi tiếp tục là mở gap tăng. Đó, thì ở đây VN Index tại thời điểm cái giai đoạn này nó đang giao dịch khá tương đồng. Đó, thì ở đây mình chỉ xét 4 cái phiên này thôi nè anh chị. Đó, anh chị mình thấy nó khá là giống nhau ha. Đó, tuy nhiên có một cái điểm lưu ý chúng ta phải đề cập, đó là gì? Việc mà cái biên độ dao động về giá của VN Index nó vận động như thế này không đồng nghĩa với là sau đó thị trường nó sẽ tiếp tục đổ bỏ và điều chỉnh. Anh chị lưu ý là trong một cái xu hướng sideways thì nó có hai khả năng xảy ra, một sideways up, hai sideways down. Đó. Nhưng mà nó khác gì với cái giai đoạn trước đó? Thì anh chị mình thấy cái giai đoạn trước á, VN Index nó sideways, nhưng trong giai đoạn đó là gì? Sideways với khối lượng cạn kiệt, đúng không? Còn ở thời điểm hiện tại thì cái thanh khoản nó bắt đầu cải thiện hơn. Giai đoạn trước sideways, khối lượng thấp, thì VN nó phải gọi là gì? Về lại những cái vùng giá sâu hơn để mà nó kích cái lượng cầu giá rẻ và bắt đáy. Đó, thì sau khi mà nó có yếu tố tạo đáy lần thứ nhất thành công và nó đi lên nè, thì kể từ đó là VN Index nó dao động, cái thanh khoản nó có sự cải thiện hơn. Đó, thì cái yếu tố cải thiện về thanh khoản này em đánh giá là một cái yếu tố nó bản chất nó tích cực nha. Anh chị lưu ý nha. Nó tích cực nhưng không đồng nghĩa với việc là thị trường nó sẽ chắc chắn hoàn toàn 100% là nó sẽ tăng. Đó, ở đây là mình phải
khách quen, đúng không? Đó, yếu tố có cầu vào là tốt, nhưng để mà thị trường tăng đòi hỏi nó phải có gì? Dòng tiền, đó là cái yếu tố tiên quyết, anh chị mình lưu ý ha. Đó, yếu tố tiên quyết chúng ta vẫn phải chờ đợi, đó là cái yếu tố dòng tiền. Thì chúng ta khi mà có dòng tiền vào thì chúng ta sẽ bắt đầu có một cái gọi là cái thời gian nó lâu hơn, cũng như là về cái yếu tố an toàn nó cũng sẽ cao hơn so với cái giai đoạn mà thị trường nó sideways như thế này. Đó, thì cái bản chất mà anh chị mình đầu tư trong cái giai đoạn sideways là chúng ta phải chấp nhận những cái yếu tố rủi ro khi mà thị trường nó có điều chỉnh, nó rung lắc, đúng không? Khi mà chúng ta đầu tư trong một cái giai đoạn downtrend thì chắc chắn là mình phải chịu chấp nhận rủi ro rồi anh chị, thì mình mới đầu tư. Ở đấy thì anh chị mình lưu ý ha. Tuy nhiên thì em muốn lưu ý với anh chị mình về một cái vấn đề, đó là chúng ta hay bắt gặp cái tình trạng là gì? Mở gap rồi sau đó là lắp gap, đúng không? Đấy, thì khi mà cái vận động như thế này của thị trường á, nó sẽ rất là gì? Dễ lay động cái tâm lý của chúng ta. Ví dụ như sáng nay thị trường tăng, đúng không? Mở gap tăng điểm. Thì những anh chị nào chúng ta không quản trị được cái tâm lý á, cũng như là cái hành vi mua bán á, thì chúng ta rất dễ phải gọi là gì? Bị mua vào cổ phiếu ở những cái vùng giá cao nhất của cái phiên ngày hôm đó. Đấy, mà khi anh chị mình mua bán nó không có một cái quy luật hay là không có một cái tiêu chí gì cả, chị thấy cổ phiếu nó giảm quá sâu, tự nhiên nó xanh điểm, rồi mình kỳ vọng là cổ phiếu nó sẽ hồi phục và mình bắt đầu mua. Đó, thì như thế em đánh giá nó không phải là một cái phương pháp đầu tư nó tối ưu. Bởi vì anh chị mình phải hiểu á, là cổ phiếu nó dao động trong một cái vùng biên. Ở đây em lấy ví dụ đi, BVH đi. Đó, đơn cử như cái phiên giao dịch ngày 27 tháng 10 là cái phiên mà hôm đó là tất cả các dòng các mã cổ phiếu nó đều tăng trần hoặc là gần trần hết á. Đó, cái phiên hấp thụ rất là tốt. Đó, thì ở đây BVH nó cũng theo đà nó tăng, nhưng mà nó tăng đâu đó 3,5%. Đấy, thì anh chị mình thấy nó test high đấy, nó tăng điểm tốt, đúng không? Chúng ta vào mua cái vùng giá này. Nhưng anh chị không để ý một điều là gì? Thanh khoản nó không có. Thì khi mà cổ phiếu tăng điểm, nó không có dòng tiền vào, rất dễ test lại, đúng không? Thì anh chị mình mua phiên này T1, T2,5, chiều cái phiên ngày 31 tháng 10 là hàng về. Đó, thì có phải bắt gặp là một cái nhịp rũ về lại không? Đó, nếu mà phiên hôm nay không rút chân ha, thì chúng ta sao? Khi mà trong phiên cổ phiếu bắt đầu rung lắc về những cái vùng giá thấp, tâm lý anh chị mình lo sợ, đúng không? Vi phạm cái giá của mình mua thì sao? Sẵn sàng cắt lỗ. Thì sau khi mình cắt, tự nhiên cổ phiếu nó rút chân trở lại, nó xanh. Đó, thì thành ra anh chị mình hay bị dính vào cái trạng thái là gì? Mua xong cái tự nhiên cổ phiếu đỏ, mà khi mình bán ra cổ phiếu nó lại tăng, xanh điểm trở lại. Đó, thì anh chị mình phải hiểu là cổ phiếu, ví dụ như BVH, đây anh chị mình phải xác định trong một cái vùng cổ phiếu này nó đang dao động sideways. Thì sideways cổ phiếu nó sẽ có thể dao động tới cái vùng biên trên này, hoặc có thể dao động tới vùng biên dưới này. Đó, chỉ cần dao động trong một cái vùng biên như thế này thôi. Đó, và chúng ta phải xác định được nó tại biên tích lũy, đúng không? Dao động trong một cái vùng biên tích lũy, đạt về cái tiêu chí mua, đó là gì? Phải đủ về những cái biên độ, phải đủ về những cái gọi là phiên, phải đủ gọi là 5 đến 6 phiên giao dịch siết chặt cung, đúng không? Kiệt cung nè, tạo biên tích lũy nè. Đó, thì anh chị mình phải hiểu những cái vận động như thế của một cái mã cổ phiếu để mà chúng ta mua bán nó được tối ưu hơn, nó tốt hơn. Chứ cũng đừng có thấy giá cổ phiếu nó giảm rồi mình lo sợ quá mình bán ra. Đó, trong khi đó cổ phiếu nó chỉ vận động trong một cái biên tích lũy của nó thôi. Nên là anh chị mình lưu ý cái vấn đề này ha. Đó, quan trọng là mình chỉ cần không có mua đuổi bán đuổi là mình sẽ chủ động cái hành vi của mình hơn, không có bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cái xu thế của thị trường. Đó, thì đó là một cái vấn đề em muốn lưu ý cho anh chị mình ha. Bởi vì trong phiên giao dịch ngày hôm nay á, khi mà cổ phiếu nó xanh điểm trở lại á, ví dụ như anh chị mình thấy chứng khoán nó tăng đi, SHS nó tăng, đó, anh chị mình hỏi em có mua được không? Đó,
Đó, nhưng mà anh chị mình phải hiểu một điều, ví dụ như là SHS đi, con này là cái con mà nó giảm rất sâu trong cái nhóm chứng khoán, về về dưới cái mệnh luôn, đúng không? Về dưới cái mức giá 10 luôn. Đấy, thì cổ phiếu nó bắt đầu nó hồi phục. Đó, nhưng anh chị mình nhìn sang nè, nó hồi phục nó về lại những cái vùng kháng cự của nó, kháng cự ngắn trước mắt của nó nè. Đấy, nên thành ra khi nó tăng về tới những cái vùng này, chắc chắn nó sẽ gặp cái áp lực bán nhất định, đúng không? Thì khi mà gặp cái áp lực bán là nó phải có những cái yếu tố gọi là gì? Tạo đà nè, tái tích lũy, retest các thứ, rồi bắt đầu cổ phiếu nó mới hồi phục lên được. Đó, thì một cái mã cổ phiếu nó từ dưới đáy nó đi lên á, không bao giờ nó hồi phục hình chữ V. Đấy, luôn nhắc với anh chị một cái vấn đề này ha, nên thành ra nó cứ tăng chỉnh liên tục vậy đó. À, mà cái điểm mua của mình không tốt á, là mình rất gọi là dễ bị áp lực anh chị. Mà dễ bị áp lực thì sao? Mua xong cái hàng về tự nhiên thấy đỏ điểm cắt lỗ, mà anh chị mình cứ liên tục cắt đâu đó khoảng vài mã đi là mình thấy chán, đúng không? Mình còn không còn niềm tin với thị trường này nữa. À, bắt đầu đứng ngoài hàng tàn. Đấy, thì sau đó là không dám đầu tư luôn anh chị, khi mà cổ phiếu xanh mình cũng không dám mua đâu, em nói thật. Đấy, mà như thế thì nó cũng gọi là bào mòn cái NAV của anh chị mình rất là nhiều, đúng không? Chúng ta cứ mua rồi cắt lỗ như thế này, ít thì không nói ha, nhưng mà anh chị mình cứ gộp lại những cái khoản như thế đi, nó bị gọi là cái vốn của anh chị mình nó sẽ bị ảnh hưởng. Đó, thành ra là khi mà thị trường nó vào sóng hồi đi chẳng hạn, hết tiền. À, tự nhiên cái hết tiền mua cổ phiếu, hoặc là tự nhiên mua cái bị mắc kẹt cổ phiếu trong cái giai đoạn vừa rồi không có bán được, đúng không? Ấy thì thành ra là anh chị mình lưu ý giúp em một cái điều như thế này, trong một cái giai đoạn downtrend không nhất thiết chúng ta phải gọi là gì tìm kiếm cơ hội đâu anh chị ha. Đó, chúng ta cứ để cho thị trường nó tự vận động, đừng có cãi lại. Đó, thì sau đó chúng ta bắt đầu quan sát, đúng không? Khi mà thị trường nó đã có dòng tiền vào rồi thì ok, ở thời điểm đó mình sẽ bắt đầu gọi là gì chọn lọc và thăm dò dần cái vị thế. À, lưu ý ha, chứ đây trong giai đoạn này anh chị khỏi lo là mình sợ bỏ lỡ cơ hội. Cơ bản trong downtrend mà anh chị, cái quan trọng nhất là anh chị mình giữ tiền là được, chỉ sợ anh chị mình không có tiền đầu tư trong cái giai đoạn thị trường hồi phục thôi, anh chị lưu ý ha. Còn nếu mà thị trường nó đã mở ra một cái vùng mua nó gọi là an toàn thì em sẽ sẵn sàng tư vấn cho anh chị mình cùng tham gia để mà chúng ta gỡ lại những cái gì đã mất trong giai đoạn trước. À, chứ ở đây mình cũng không phải là quá cực đoan hay là quá bi quan về thị trường, anh chị lưu ý nhé. Dạ rồi, thì bây giờ mình sẽ đi sang phần thứ hai, đó là phần phân tích nhóm ngành cổ phiếu. Ở đây thì đầu tiên mình sẽ đi phân tích dòng ngân hàng đi. Giai đoạn này thì anh chị mình thấy dòng ngân hàng là cái dòng khá là khỏe ha. À, tính từ cái có một vài cổ phiếu ví dụ như là ACB đi, nó cũng hồi phục bao nhiêu, gần 30% tính từ cái vùng đáy, đúng không? Anh chị đợi em load lại cái chart nha. Đó, cũng gần 30% tính từ vùng đáy. Đó, và ACB cũng là một trong những cái mã cổ phiếu có xung lực hồi phục khỏe thuộc top 1 ha, những xung lực cổ phiếu có những cổ phiếu có xung lực hồi phục rất là khỏe. Đấy, hoặc là như anh chị mình thấy như CTG đi. Hồi cũng rất khỏe nè. Đó, đúng không? BID cũng như vậy. Đấy, thì anh chị thấy một cái điểm chung của những cái mã cổ phiếu mà nó đã hồi phục rất khỏe từ cái vùng đáy á, đó là gì? Cổ phiếu bắt đầu chững lại, không có tăng nữa mà bắt đầu chững lại khi về lại kháng cự rồi. Đó, còn anh chị mình để những cái mã cổ phiếu top 2, ví dụ như STB, cái cổ phiếu top 1, top 2 là em có đề cập ở cái video này hay video này nè anh chị. Đó, thì top 1 là giữ được đáy hoặc là nâng đáy, top 2 thì thủng đáy, đúng không? Đó, ví dụ như top 2 đi, ví dụ như STB thì anh chị mình thấy nó tăng rất tốt. À, hoặc là như là Techcombank đi, cũng tăng khá tốt nè, đúng không? Hoặc là như MSB hoặc là như MVBank đó. À, MSB là thuộc cái diện top 1 anh chị ha. Đó, thì nó mới bắt, hoặc là như OCB hoặc là như VPBank đó, thì cái cổ phiếu thuộc top 2 này nè, bây giờ mới đến lượt nó tăng,
Đấy, chứ anh chị mình đừng nghĩ là hôm nay cái cổ phiếu này nó mạnh hơn cái cổ phiếu kia, là không có. Nó có thứ tự hết anh chị. Những cái mã tăng khỏe trước thì bây giờ nó chững lại trước, nó tích lũy lại trước. Còn những mã nào chưa tăng thì bây giờ nó mới tăng. Nó chậm hơn những cái mã top 1. Anh chị lưu ý ha. Đấy, nên thành ra cái việc mà anh chị mình vào bắt sớm những cái mã cổ phiếu này nó chưa phải là điểm mua trong cái phiên ngày hôm nay. Bởi vì anh chị mình nhìn nè, những cái mã tăng trước, ví dụ như BID đi. Ví dụ như BID, nó tăng trước, nó về kháng cự nè. Đó, nó chặn lại. Đúng không? Ví dụ như cái phi của VBank là cái phiên như này của BID nè. Đó, thì anh chị mua phiên này. Cái bây giờ nó chặn lại đà tăng. Thì mua lại cái gì? Đúng không? Mình cứ chờ cho cổ phiếu nó tá tích lũy lại. Đúng không? Coi cái vận động phía sau của nó như thế nào. Đó, đơn cử như VBank nè. Hôm nay tiền vào tốt nè. Một số anh chị mình cũng hỏi em có mua con này không. Nhưng anh chị lưu ý, nó có xác nhận dòng tiền vào, ok. Nhưng cái điểm mua không phải là cái phiên này, mà cái điểm mua là cái giai đoạn sau khi mà cổ phiếu nó xuất hiện cái điểm này nè. Đó, nó cho những cái trạng thái như thế nào. Mình chưa biết là xuất hiện cái phiên này cổ phiếu nó có tiếp tục tăng nữa hay không, hay là nó tiếp tục nó chỉnh lại. Đúng không? Đều có xác suất hết anh chị. Nên thành ra là cái điểm mua tối ưu không phải là cái điểm này, mà chúng ta phải đợi nha, phải đợi đấy. Nên thành ra ví dụ như những cái mã cổ phiếu nó chỉnh trước đi, như BID hoặc là ACB hoặc CTG, nó tá tích lũy lại sớm thì nó sẽ mở ra cái điểm mua số 2 ha, nó sớm hơn những cái mã cổ phiếu khác đó. Một cái dòng banh thôi mà anh chị mình thấy nó cũng có những cái sự phân hóa nhất định, đúng không? Cũng có cổ phiếu mạnh nhất nè, cổ phiếu khỏe nhi nè, hoặc là những cái mã cổ phiếu yếu đấy. Thì thành ra trong cái giai đoạn này cái sự phân hóa nó là khá rõ nét, nên thành ra mình chọn lọc đầu tư cổ phiếu á, mình chỉ chọn những cái mã cổ phiếu mà nó có khả năng dẫn dắt, nó có khả năng tiên phong dẫn dắt, thì mình sẽ chọn những cái mã cổ phiếu đó mình tham gia. Anh chị lưu ý ha, chứ đừng có chọn những cái mã cổ phiếu thứ hai hoặc thứ ba. Bởi vì ví dụ như á, khi mà thị trường nó ổn định đi thì ok, cổ phiếu top 1, top 2, top 3 gì đó cũng tăng hết. Nhưng thị trường rung lắc một cái á, là cổ phiếu ví dụ như top 2, top 3 nó rất là dễ bị chỉnh lại. Trong khi đó top 1 cái xung lực dòng tiền nó khỏe hơn thì nó vẫn có khả năng trụ qua. Đó, thì đó là em lưu ý với anh chị mình một cái vấn đề như thế ha. Tiếp theo mình đi sang nhóm nhóm thép. Nhóm thép thì ở đây thì HBG sáng bị bán mạnh nè. Hai phiên liên tục bị bán với khối lượng lớn. Còn HSG thì bắt đầu chững lại rồi. Đúng không? Đó, hôm nay chững lại khá ổn mà. Nhìn chung cái xung lực của HSG em thấy nếu nha, nếu mà cái dòng thép nó không bị tiêu cực bởi cái báo cáo tài chính á, cái lợi nhuận sụt giảm á, thì em nghĩ là con HSG này con tiên phong. Đấy. Tuy nhiên thì khá là xui cho cái nhóm thép. Đó, thì còn Nam Kim vẫn gọi là bị bán thôi. Nhìn chung xung lực vẫn yếu hơn HSG. Ở đây thì em muốn đề cập HBG. Anh chị mình thấy là cái volume hôm nay của HBG nó khá là đột biến ha. Đó. Và anh chị mình lưu ý á, khi mà một cái mã cổ phiếu bỗng dưng nó bị đột biến, ví dụ như tăng quá cao đi trong cái giai đoạn này. Ví dụ tăng quá cao nè, đúng không? Đó, bắt đầu có hiện tượng đột biến volume nè, khối lượng lớn nè. Đó, thì xác suất cao cái vùng đó là đỉnh. Còn trong một cái xu hướng giảm, giảm rất nặng rồi. Đấy, thì bỗng dưng cái vùng đó bắt đầu nó nổ volume, thì cái xúc sao cái vùng đó, xác suất cao cái vùng đó nó sẽ là đáy của cổ phiếu. Lưu ý cái vấn đề này ha. Đấy, nên là mặc dù nhìn con HBG này nó rất là tiêu cực á, nhưng mà em đánh giá là khi mà cổ phiếu nó có những cái hiện tượng đột biến volume cực kỳ mạnh ở những cái vùng giá gọi là rất là thấp của cổ phiếu rồi, thì anh chị nào có nắm HBG chúng ta hạn chế chúng ta bán ra, hạn chế xử lý những cái vùng như này. Thì mình không biết chắc chắn là cổ phiếu nó về tới cái vùng 15 này nó có giảm tiếp về những cái vùng giá thấp hay không, hay là đây là những cái vùng đáy của cổ phiếu. Nhưng mà anh chị mình lưu ý á, là cái mốc giá 15 này nè là cái mốc giá đỉnh của cái năm 2018 ha. Nó đạt đỉnh, sau đó cổ phiếu bắt đầu chỉnh lại. Và cái mốc giá 15 này nè là cổ phiếu HBG chắc nó phải tốn cả chục năm á, nó mới chinh phục được cái mốc 15 này. Anh chị lưu ý ha. Đây. Rất lâu
cổ phiếu bắt đầu nó mới chinh phục cái mốc 15 này và sau đó nó tạo đỉnh và nó rơi. Cổ phiếu nào, đặc biệt là dòng thép, nó đã theo chu kỳ đấy, nên thành ra anh chị mình lưu ý hiện tại nó đang về cái mốc giá mà cổ phiếu sao trước cái giai đoạn năm 2018 á, 18 trở về là nó tích lũy chắc cả chục năm. Đấy, vì vậy là em đánh giá những cái vùng như thế này không phải là những cái vùng để anh chị mình bán ra nữa, lưu ý ha. Đó, thì một cái điểm mà em muốn cân nhắc với anh chị mình như thế thôi, chứ để mà nói về cái tiêu chí bắt đáy thì ở đây em không có tiêu chí bắt đáy. Bởi vì mình không có bắt đáy nên là mình không có hướng dẫn anh chị bắt đáy được, anh chị thông cảm ha. Nó chỉ là mình đầu tư theo dòng tiền, theo xu hướng thôi. Thì ở thời điểm hiện tại á, đối với HPG, chúng ta phải chờ cho cổ phiếu nó tạo đáy, sau đó là tích lũy đi ngang thôi anh chị. Cái động lực tăng nó đang khá là khó nha. Đó, đối với một cái mã cổ phiếu mà nó có quá trình giảm sâu như cổ phiếu dòng thép á, thì đòi hỏi mà cổ phiếu nó hồi phục tăng liền là rất là khó. Khả năng nó sẽ tạo một cái vùng biên tái tích lũy như thế này. Nó tương tự như cổ phiếu dòng bất động sản anh chị. Ví dụ như hôm nay DG tăng trần nè. Đó. DG tăng trần. Thì một vài anh chị mình có hỏi em là có mua hay không á, thì em không biết đâu, thật sự là em không có bắt đáy cổ phiếu nên là thành ra anh chị mình có hỏi thì em cũng không có trả lời được. Đó, tuy nhiên anh chị mình lưu ý đối với một cái mã cổ phiếu như DG, nó cũng trải qua một cái giai đoạn downtrend như cổ phiếu dòng thép đúng không? Downtrend rất nặng luôn. Đó, về lại những cái vùng giá mà cổ phiếu vài năm trước nó tích lũy. Đó, và trong sau một cái quá trình mà downtrend á, anh chị mình để ý ha, ví dụ như DG nè. Sau một cái giai đoạn downtrend nè, cổ phiếu bắt đầu tạo một cái chu kỳ gì? Ta tích lũy. Anh chị biết từ cái giai đoạn tháng 7 năm 2018 nó tích lũy tới tháng 10 năm 2020, gần 2 năm trời mới bắt đầu có một cái con sóng tăng này như thế này anh nha anh chị. Đó, có một cái con sóng gọi là tăng điên tăng khùng luôn á. Đó, một cái thời gian tích lũy rất lâu, 2 năm trời. Đó. Còn sau một cái giai đoạn rơi rất là sâu như thế này, nó rơi sâu hơn cả cái giai đoạn năm 2018 nữa anh chị. Đấy, thì sao? Mình không biết là nó tích lũy bao lâu nó mới có khả năng bước vào sóng mới, đúng không? Có thể là 1 năm, có thể 2 năm, có thể 3 năm, thậm chí là 4 5 năm vẫn có. Đấy, nên thành ra cái việc mà anh chị mình mua cái cổ phiếu trong cái giai đoạn này nè, nó không tối ưu. Anh chị mình phải xác định được mình có chấp nhận mình nắm vài năm để chờ cho cổ phiếu nó tăng hay không. Em thì em là không rồi anh chị. Tự nhiên cầm một cục vốn rất là lâu như thế đợi nó tăng là mình không đủ thời gian kiên nhẫn nha. Đó, để mà mình nắm quá lâu như thế. Đấy, thì em cũng nói thẳng là mình không có mua như vậy luôn. Đấy, còn những anh chị nào mà chúng ta chấp nhận cầm nắm lâu thì vùng này anh chị mình cứ vào bắt thôi. Đó, lưu ý ha. Thì đó là đối với cái trạng thái của DG. Đó, cũng là nổ vô ở những cái vùng giá thấp nè. Đấy, cơ bản thì con này nó phải về lại những cái vùng kháng cự trước mắt sẽ là quanh mức giá 25-26. Anh chị nào muốn cơ cấu thì lưu ý cái mắt này giúp em. HPG. Thì kháng cự ngắn của HPG sẽ là cái vùng cáp 16 này nè anh chị. Đó, 16-18 quanh cái mốc này. Anh chị mình lưu ý nha. Không muốn nắm giữ nữa thì cân nhắc những cái vùng như thế này. Thì tiếp theo mình sẽ đi qua một vài cái nhóm cổ phiếu khác như chứng khoán đi. Chứng khoán ví dụ như DSI. Chờ nha. Đấy, anh chị mình thấy nè, nó vẫn chưa có một cái xác nhận gọi là gì, đồng ý là nó có yếu tố tạo đáy và đi lên. Nhưng mà về cái điểm mua, anh chị mình phải cân nhắc phía trước của nó là vùng kháng cự nè, đúng không? Và về cơ bản nó đang xoay quay trong một cái vùng biên. Có thể nó tăng lên tới đây, nó bắt đầu chỉnh lại. Đó, cứ vậy nè anh chị. Tăng lên nè, sau đó chỉnh lại nè, test đáy nè, đúng không? Sau đó hồi phục nè. Đó, thì khả năng như vậy nó mới tạo một cái gọi là cái gì, một cái điểm bứt phá, có một cái yếu tố tạo đà như thế, rơi vào cái mẫu hình vai đầu vai ngược luôn. Đó, thì khả năng bứt phá là cao. Còn nếu mà không ha, không có điểm xác nhận của dòng tiền ha, là nó cứ sideways hoài như thế,
đó, xoay quay đến khi nào mà nó thu hút được cái dòng tiền thôi, nó vào giải ngân thôi. Đấy, thì thành ra là đối với DSI hiện tại em vẫn chưa có điểm mua kể cả nhóm chứng khoán luôn. Đó, và mình đang chờ cái yếu tố nó an toàn hơn. Nên là anh chị mình lưu ý ha. Nhóm chứng khoán thì hiện tại vẫn chưa xuất hiện điểm mua, có hàng thì ưu tiên cầm về chờ hồi phục thôi. Ví dụ như VND nè, anh chị thấy như VND ha, trước đó nó nổ volume nè, đúng không? Thì bắt đầu là cổ phiếu tạo một cái vùng biên tích lũy lại nè, chỉnh lại cái đà rơi rồi không không rơi nữa đó. Thì tương tự như HBG hôm nay thôi, nổ volume vùng giá thấp nè, đúng không? Thì rất có khả năng là đây là những cái vùng đâu đó sẽ là đáy của cổ phiếu rồi, DG tương tự luôn đấy. Nên thành ra em hướng dẫn anh chị mình hạn chế bán là như thế đó, khi mà cổ phiếu nó cưng cưng bằng lại được, đâu đó nó cũng hồi được chút chút, nên anh chị mình lưu ý ha. Thì đó là đối với những cái nhóm cổ phiếu tâm điểm. Ngoài ra thì có cổ phiếu bán lẻ đi, ví dụ như FRT đấy, thì anh chị mình thấy RT nó chạm đúng cái đường trendline em vẽ như hồi đợt luôn nè, vẫn giữ nguyên ha, đó trụ lại, thấy không đó. Nên thành ra là cái động lực bứt phá nó chưa có, cũng như là chưa có yếu tố dòng tiền mình hạn chế giải ngân sớm đó, nó vẫn đang trong một cái xu thế giảm nè. Khi nào mà có xác nhận dòng tiền nè, bất trend line giảm nè, tái tích lũy lại nè, chú ý lại, đúng không? Anh chị mình phải để ý được cái yếu tố thanh khoản cải thiện nha. BVD nè, ví dụ BVD nè, đúng không? Đó, nó phải có những cái điểm bất nè, khối lượng dòng tiền lớn đi vào nè. Đó, thì nó may ra nó mới thoát được cái trend giảm dài như thế này. Còn không là không vào sớm nha, lưu ý giúp em nha. Ngoài ra thì mình có một vài cái mã khác, ví dụ như nhóm cổ phiếu trụ như Vinamilk. Thì Vinamilk hôm nay á, dòng tiền vào khá là tốt sáng nay, nhưng mà cuối phiên khá là tiếc là do yếu tố điều tiết khá là cao, anh chị nhìn chạc phái sinh ha. Ở phiên chiều nè, phiên sáng thì nó vận động rất là bình thường nè, phiên chiều anh chị mình thấy nè, dao động rất lỏng, thành ra nó tác động đến cái vận động chung của thị trường, của VN Index, đặc biệt là của nhóm cổ phiếu VN30 đấy. Nên thành ra Vinamilk cũng bị điều tiết lay nó. Tuy nhiên để mà nói về cái yếu tố thanh khoản thì hôm nay cổ phiếu nó đạt về cái tiêu chí thanh khoản nha, bản chất là chưa phải là quá là quyết liệt, nhưng mà hôm nay là thanh khoản nó có hiện tượng đột biến, cũng là một cái điểm sáng rồi anh chị nhé. Đấy, thì đối với Vinamilk nó cũng đạt về cái tiêu chí em có hướng dẫn anh chị mình tham gia, đúng không? Bứt vùng 18, khối lượng lớn đi vào, có điểm giải ngân, thì hôm nay room khách hàng mình cũng cho giải ngân Vinamilk luôn anh chị nha. Thì cùng kỳ vọng thôi. Ví dụ như hôm nay nó tụt cái đầu như thế này thì nó khả năng nó sẽ tích lũy lại quanh mức giá 80 nè, chưa thể tăng ngay nè, đúng không? Rồi ngoài ra mình nhìn sang gas coi, giữ giá tốt, điều tiết, đúng không? Đầu trong phiên tăng khá là tốt này, nhưng mà cuối phiên giảm ngược trở lại. Đó, anh chị mình thấy mua cổ phiếu trụ nó cũng khá là rủi ro ha, mặc dù là cái xu hướng nó tốt, nhưng mà gì? Bản chất điều tiết là nó vẫn có, nên thành ra mình phải chọn lọc rất là kỹ anh chị. Ví dụ như Vinamilk có dòng tiền thì em mới cho giải ngân đó, còn không mình không có giải ngân, lưu ý ha. Rồi BVH thì hôm nay tạo cái phiên test cung khá ổn, đúng không? Nhưng mà hình như nó cũng được kéo trong ATC nè, cuối phiên bị bán nè, ATC kéo giật lên tăng 1% thì cũng hơi ảo chút. Nên thành ra con này á chắc chắn hơn thì mình cứ chờ xác nhận của dòng tiền vào nó sẽ ok. Nhưng mà hiện tại là anh chị mình cũng nên nốt lại BVH được rồi nha, yếu tố hai đáy nè đó, hai đáy đi lên bắt đầu tích lũy lại nè đấy. Thì đối với những cái yếu tố này nó phù hợp cho cái giai đoạn, trong cái giai đoạn gọi là gì, tạo đà để mà nó thu hút được cái dòng tiền lớn tham gia lần thứ hai. Lần thứ nhất vào nhưng mà bị fail nè, đúng không? Rủ lại khối lượng kiệt, bắt đầu hồi phục lên thì cũng kỳ vọng có một cái điểm nổ số 2 ở đây ha, bắt được cái vùng giá 54 à, bắt được cái vùng này là sẽ khá là ok nhé, với khối lượng lớn anh chị lưu ý nha. À, thì kết thúc buổi cái video kết thúc buổi video ngày hôm nay đến đây thôi. Một vài cái điểm lưu ý em đề cập với anh chị mình để mà chúng ta chú ý lại trong những cái phiên giao dịch sắp tới, tránh hạn chế hành động mua đuổi bán tháo nè, đó, cũng như là quản lý cái tâm lý nó phải thật là vững chắc đó,
đừng có bị ảnh hưởng lung lay quá là nhiều, đúng không? Trong cái giai đoạn thị trường nó tăng chỉnh liên tục như thế này thì tốt nhất hơn hết là mình nên chú ý những cái mã cổ phiếu nó đạt tiêu chí thôi, lưu ý ha, chứ đừng có mua bán luân phiên và liên tục, nó cũng không có thật sự tối ưu. Nó cũng như là cái yếu tố phân hóa hiện tại nó đang khá là rõ nét, nên thành ra mình chỉ tập trung một vài cổ phiếu, một vài nhóm ngành có xung lực mạnh nhất, cổ phiếu nó có khả năng dẫn dắt và tiên phong đấy. Dạ rồi thì xin chào tất cả quý anh chị mình và hẹn gặp anh chị mình ở những video tiếp theo.